tôi và nó có gì khác nhau? Vậy mà tại sao anh lại si mê nó, bỏ tôi, ngày đêm lạnh lẽo một mình? Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tình chưa đánh đã khai, có tật giật mình giữa ông nhà và người tình răng vàng của ông sẽ tiếp tục chương trình hôm nay với vũ điệu Passo. Có ai biết đâu mà vội vàng, có ai đánh đâu mà đầu hàng, mà chàng khai ra hết chuyện tình anh bê bết với con răng vàng đầu làng. Nói ra hết đi đừng giả vờ, cứ đôi chối cho là tình cờ. Tình cờ sao anh nhớ, rồi hàng đêm anh mơ, mơ tên con răng vàng trong mơ. Tình của nó cũng giống y hệt của mình, mà tại sao anh mê nó chẳng lại đi theo nó đã bao nhiêu lần hẹn hò. Nếu không muốn em rộng vào tường, nếu không muốn đêm ngủ ngoài đường, phải thề không bay bướm và đừng nên ngang bướng, cứ ngoan đi rồi em chưa. Đâu mà vội vàng, có ai đánh đâu mà đầu hàng, mà chàng khai ra hết chuyện tình anh bê bết với con răng vàng đầu làng. Nói ra hết đi đừng giả vờ, cứ đôi chối cho là tình cờ. Tình cờ sao anh nhớ, rồi hàng đêm anh mơ, mơ tên con răng vàng trong tại sao anh mê nó chẳng lại đi theo nó đã bao nhiêu lần hẹn hò. Nếu không muốn em rộng vào tường, nếu không muốn đêm ngủ ngoài đường,